Kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình The Kim Nhung Show với chủ đề Thời sự ngày mai. Và thưa quý vị, chương trình Thời sự ngày mai kỳ này có tính cách đặc biệt do đề tài thời sự đang xảy ra tại Thụy Điển. Và đây là một nước được xếp hạng đầu của thế giới về môi trường sạch đẹp, chế độ dân sinh xã hội tốt và nhất là bộ máy chính quyền với tinh thần tự do dân chủ xã hội mà nhiều quốc gia mong muốn được thực hiện. Nhưng quốc gia bình yên này lại gặp cơn lốc bạo loạn đầy bất ngờ, mà vấn đề không chỉ xảy ra tại Thụy Điển hoặc là châu Âu với nạn thất nghiệp của giới trẻ, mà hình như thế giới đang gặp một cái khó khăn chung, đó là nạn thất nghiệp, trong đó có tỷ lệ thất nghiệp rất cao của thanh niên. Và còn tại Việt Nam thì quý vị thấy là có trên 50% tuổi trẻ thất nghiệp, nghiện ma túy, cần sa, trộm cắp, đâm thuê chém mướn, băng đảng và làm côn đồ đi đánh thuê cho tư bản đỏ. Đó cũng là thảm trạng của xã hội bây giờ. Và chương trình The Kim Nhung Show với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa xin được đề cập đến câu chuyện ngày mai mà thật ra là của hôm nay. Kim Nhung xin hân hạnh trở lại với anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính chào anh. Vâng, xin kính chào cô Kim Nhung và xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa anh, không biết có phải là tiên tri hay không, nhưng mà lần thảo luận trước với cựu đại sứ Bùi Diễm thì trong cái phần kết luận về tình hình thế giới về Mỹ cũng như là Trung Cộng, Việt Nam, anh khẳng định như là một cái cách trình bày có tính thuyết phục của riêng anh, đó là bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong thời đại ngày nay đều có những vấn đề nan giải riêng và không nước nào có thể nói là bình yên và hoàn toàn an toàn tuyệt đối được. Quả là như vậy, vì tuần qua là các thanh niên ở gốc di dân như Kim Nhung cũng đã giới thiệu gây bạo loạn quanh cái thủ đô Stockholm mà tin tức mấy hôm nay đã loan tải tại Thụy Điển. Trong nhiều ngày liền thì họ cũng đã tấn công cảnh sát cũng như là đốt phá các dinh thự trước cái sự ngạc nhiên của nhiều người dân. Phải chăng là cái xứ Thụy Điển này nổi tiếng ôn hòa, bình yên và thịnh vượng cũng có gặp cái khó khăn nội bộ về vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ, và thanh niên cũng đã xuống đường đập phá, cũng giống như là những thanh niên xuống đường đập phá tại Pháp năm 2005 hay là tại Anh vào năm 2011, thưa anh? Dạ, tôi dù tôi không phải là thầy bói, tôi vẫn cứ thích hay nói chuyện nhân duyên. Nhưng mà về kinh tế, về chính trị thì cái nhân đó là những cái yếu tố, cái lý do tại sao cái chuyện nó xảy ra, và cái duyên đó tức là một cái biến cố nhỏ mà nó tạo ra cái cơ hội khiến cho cái việc đó thể nào nó cũng phải xảy ra, thì nó lại xảy ra vào cái lúc đó. Thì tôi trở lại cái trường hợp của Thụy Điển. Cái xứ này là một cái xứ có một lãnh thổ gấp rưỡi của Việt Nam, 450.000 cây số vuông, và chỉ có 9 triệu rưỡi người dân thôi. Và họ đã có một cái chính sách rất là cởi mở của di dân, như là nhiều quốc gia bán đảo, nhất là rất giỏi về hải hành trong lịch sử của họ. 60 năm về trước đó thì họ đã mở ra một cái chế độ tự do di chuyển của những cái lực lượng lao động ở tại Bắc Âu với lại ba nước liên bang chung quanh, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và kể cả một nước nó gọi là Cộng hòa băng đảo, tức là xứ Iceland. Và 40 năm về trước đó họ còn mở cái lòng từ tâm của họ ra để họ đón nhận những người di dân hoặc là kể cả người tị nạn ở vùng Bắc Phi, Trung Đông và kể cả Afghanistan từ những năm 2011 vừa rồi nữa. Và kết quả ngày nay đó thì 16% dân số mà của Thụy Điển đó là những cái người sinh đẻ ở bên ngoài, tức là di dân đó. Và trong cái giai đoạn mà khi Âu Châu bị khủng hoảng về đồng euro và tình trạng kinh tế bị suy thoái liên tục trong 4 năm vừa rồi đó thì Thụy Điển cũng có bị ảnh hưởng. Với một cái tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển hiện nay đó là nó đã lên đến 8%, nhưng mà trong thành phần giới trẻ đó thì cao hơn là trung bình thất nghiệp giới trẻ của cả Âu Châu, tức là lên đến 24%. Nhưng mà trong thành phần di dân đó thì những cái người mà bị thất nghiệp đó bị nặng nhất. Thì đó là tôi nghĩ rằng là đó là những cái nhân về mặt xã hội, về mặt kinh tế, và nó làm cho người dân Thụy Điển đó, người dân bản xứ đó càng ngày họ càng e ngại. Thứ nhất là với cái chính sách rất là bao cấp, lo cho người dân hết tất cả theo cái kiểu xã hội chủ nghĩa mà của cánh tả. Cái thứ hai nữa là cái lòng tử tế đón nhận người khác, nhưng mà họ bắt đầu họ thấy gặp nhiều cái khó khăn quá, thành ra những cái khuynh hướng mà có tính chất bảo thủ hoặc là tự do về kinh tế và là dè dặt với di dân đó càng ngày càng thắng, càng ngày càng mạnh ở trong xã hội và trên chính trường của Thụy Điển.
Thế thì ngược lại đó, đó thì những cái thành phần mà gọi là di dân đó là sống trong những cái ghetto, trong những cái khu vực riêng của họ đó, đó thì họ thấy có cảm tưởng như họ bị bạc đãi thực sự ra đó, đó là nếu mà họ so, nhớ so với lại cái quá khứ của họ, cái quê hương của họ đó, đó thì cái hoàn cảnh bây giờ nó đã khác. Thế nhưng mà họ vẫn nhìn thấy họ giống như họ bị kỳ thị, bị bạc đãi. Thành ra bây giờ cái duyên nó xảy ra, tức là chỉ cần một cái người Hồi giáo bị giết vì một cái chuyện gì rất nhỏ tại địa phương, mà cái địa phương đó, đó 80% là di dân, thì nó bùng nổ lên, nó thành ra một cái tuổi trẻ đó là cũng lại đi xuống đường liệng bom xăng và tấn công vào cảnh sát. Đó là cái chuyện mà nó xảy ra bây giờ, và nó lên đến cao điểm là cái hôm 22 tháng 5 vừa rồi, thưa cô. Dạ vâng, như anh vừa mới trình bày, cái Thụy Điển họ có cái chính sách an sinh xã hội rất là lý tưởng, mà cũng là bị cái thất vụ thất nghiệp như anh vừa mới nói là vượt quá 8%, và với tỷ lệ của giới trẻ là hơn 24%, tức là cao hơn trung bình của khối cả khối Âu Châu. Như anh cũng đã vừa mới nói là quốc gia này họ cũng hào hiệp và cũng mở rộng tay đón nhận di dân, cũng như là thành phần di dân này chiếm gần 16%, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong giới trẻ da màu đó là 35%. Và phải chăng cái vấn đề bạo loạn xảy ra từ cái tình thế thất nghiệp và yếu tố kỳ thị chủng tộc thì có thể là lý cớ, là cái duyên như anh vừa nói, thưa anh? Chứ đúng nó là như vậy, và cái đó nó không chỉ có trường hợp của Thụy Điển mà ở nhiều quốc gia khác cũng vậy, và chưa kể nó một cái mầm nữa đó, tức là cái tình trạng bạo động của những cái người đi theo cái đạo Hồi, theo cái lối diễn giải cực đoan, thì họ đã có những cái hành vi bạo động, hành vi thực sự ra đúng mình phải gọi nó là khủng bố, như đã nó đã xảy ra cho một nhà báo ở tại Đan Mạch cách đây mấy năm đó. Nhưng mà cái vấn đề đó, đó là nó không chỉ có ở tại Thụy Điển, là nước ở phía bắc của Âu Châu, tất cả các cái quốc gia Âu Châu đó, và nhất là những nước ở miền Nam đã mở cửa đón nhận di dân đó, đều cũng gặp những cái khó khăn nội bộ của họ, và cũng đều đã có cái tình trạng mà gọi là càng ngày càng dè dặt với lại di dân. Và riêng Thụy Điển chẳng hạn, là chính quyền Thụy Điển vừa rồi đó cũng đã chính thức phàn nàn với lại chính quyền của Liên hiệp Âu Châu về cái chính sách gọi là tự do di dân, và cái việc mà giải tỏa, cái việc cung cấp chiếu khán cho những cái người ở trong Liên hiệp Âu Châu được di chuyển dễ dàng. Thế thì những cái người nghèo đói nhất ở các cái xứ mà đang bị lâm nạn bây giờ đó, đó thì lại đi tìm những cái nơi tương đối thanh bình và thịnh vượng hơn, thì đã đặt vấn đề xã hội cho họ, và nếu mà bị chặn đó, đó thì họ lại coi rằng là họ bị kỳ thị chẳng hạn, họ bị ngược đãi vân vân. Thế mà trong khi đó chúng ta cũng phải nhìn thấy một cái thực tế đó, đó là những thành phần di dân đó, đó là họ vẫn có cái thói quen của cũ hương của họ đó, đó họ vẫn thoải mái đẻ con và được trợ cấp đầy đủ, thành ra có con rất nhiều. Nhưng mà lo về cái việc học để có thể hội nhập vào xã hội đó, đó thì nó lại là một cái bước khác. Và khi mà bị gạt ra ngoài hoặc là bị cái tỷ lệ thất nghiệp giống như là 35% trong cái đám trẻ di dân của ở tại Thụy Điển đó, đó thì tức là bất cứ một cái biến cố nhỏ nào đó là cũng thể dẫn lên đi lên đến bạo loạn, thưa cô. Dạ vâng, nói đến đây thì chúng Kim Nhung không có cần phải ước đoán, nhưng mà theo cách phân tích của anh đó, thì Kim Nhung sẽ đặt một cái câu hỏi cụ thể hơn, đó là sau nhiều cái biến động tại những nước ở Nam Âu Châu thì phải chăng bạo loạn Thụy Điển cũng cái nhân như là anh vừa mới đề cập điển hình trong những cái bài viết của anh phổ biến ở trên các cái diễn đàn cũng đã báo động. Đấy là nạn thất nghiệp của giới trẻ, một vấn đề toàn cầu chứ không riêng quốc gia nào. Như vậy, trước khi tìm hiểu sâu xa về cái tình hình ngập này thì Kim Nhung xin có thể nói về một cái chuyện là ta cũng không có quên rằng là phân nửa cái dân số địa cầu là phụ nữ, và nhiều xã hội ngày nay vẫn chưa cho phép cái người phụ nữ tham gia một cái thị trường lao động một cách chính thức. Thế anh có phải chăng cái số thất nghiệp của tuổi trẻ có thể còn cao hơn nếu mà có thêm những cái số thiếu nữ cùng với các số thanh niên, thưa anh? Thưa cô, cái điều đó nó rất đúng. Là tại vì nhiều xã hội vì cái yếu tố văn hóa xã hội đó thì nhiều quốc gia đó là vẫn chưa hoàn toàn công nhận cái chuyện gọi là nữ quyền. Mà ngay cả trong nhiều gia đình cũng vậy, nó cũng vẫn cứ coi như là con gái đàn bà đó là có cái vị trí thấp kém, chứ nó không phải là cái chính sách của nhà nước hay là của một cái tôn giáo đó. Ngay nhiều gia đình vẫn còn duy trì tình trạng đó, thành ra nó có cái điều đó thật. Thí dụ như là Ngân hàng Thế giới thì dự đoán rằng là có vào khoảng chừng 265 triệu giới trẻ, và giới trẻ ở đây tức là từ 15 cho đến 24 tuổi đó, thất nghiệp trong các nước
đang phát triển, các nước nghèo đó, kể cả trường hợp Trung Quốc, Việt Nam. Và tuần báo Economist thì họ dự báo cái con số đó là cỡ chừng 290. Nhưng mà trong số này đó, đó thì ở tại các nước Nam Á, trường hợp đó là Pakistan qua đến Ấn Độ và đang đến Bangladesh, là những quốc gia đã có thủ tướng hoặc là thậm chí tổng thống, như là trường hợp Bangladesh là phụ nữ. Nhưng mà phụ nữ ở nơi đó vẫn không có đi làm hoặc là không có được đi làm. Và cái con số đó nó lên đến hơn 1/3, tức là 70 triệu phụ nữ. Thành ra khi mà chúng ta nói đến cái tình trạng gọi là thất nghiệp chung, rồi tình trạng thất nghiệp của tuổi trẻ, thì chúng ta cũng đừng quên, đúng như là cô nhắc đến đó, là có phân nửa cái dân số của địa cầu, hơn phân nửa là phụ nữ. Thì thành phần phụ nữ đó thực tế ra đã bị thất nghiệp hoặc là không được phép đi làm, như là trong nhiều xã hội theo Hồi giáo mà suy diễn theo cái lối cực đoan đó chẳng hạn, đó là họ không có được phép đi làm. Thì tức là họ đó là từ khi sinh ra cho đến khi chết đó, chỉ có ở trong gia đình không thôi, và họ là những cái người gọi là thất nghiệp toàn thời, và mình phải nói thẳng là thất nghiệp cả đời đó, ngoài những nhiệm vụ gọi là đi phục vụ gia đình và phục vụ người đàn ông thôi. Tôi nghĩ rằng là cái đó nó cũng lại là một cái vấn đề. Ngoài ra khi mà mình nói đến cái con số trong chút nữa, cái lúc mà mình nói đó thì tức là người ta định nghĩa thất nghiệp tôi là những cái người không phải đi học, không có đang ở trong cái chương trình được huấn luyện về nghề nghiệp, mà đang muốn kiếm việc làm mà chưa tìm ra việc, thì người ta gọi cái đó là thất nghiệp. Nhưng mà nếu mà có trường hợp mà đã thất nghiệp lâu đời rồi, trung bình ở tại Mỹ đó thất nghiệp 37 tuần, tức là có nhiều người đó là có thể là thực tế đó đã là gấp đôi. Và đến khi mà thất nghiệp lâu quá đó mà họ không tìm ra việc, họ nản, họ không kiếm việc, nên lúc được phỏng vấn đó hỏi rằng dù có muốn kiếm việc làm không, thì họ nói họ không muốn kiếm việc làm, thành ra không được kể trong số thất nghiệp. Chứ thành ra vì vậy cái con số thất nghiệp thật đó nó còn cao hơn nhiều lắm. Và trong số đó phụ nữ ở các cái nước đang phát triển đó là một cái lực lượng đáng kể. Và họ dù sao so với ngày xưa, trình độ hiểu biết của họ nó đã có được nâng cao, nhưng mà khả năng hoạt động của họ đó thì vẫn còn bị hạn chế. Và tôi cho rằng là đấy cũng là một trong những cái yếu tố nó bất công và thực sự nó bất ổn. Và chúng ta nhìn thấy rằng là ở các nước Hồi giáo, mà khi trong phong trào gọi là biểu tình, thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ Hồi giáo, họ có học, họ không được đi làm, hoặc là họ không có được tham dự vào một cái đời sống đó. Và cái đó nó cũng là một cái yếu tố chúng ta đáng chú ý, thưa cô. Vâng. Những cái yếu tố gây ra những nạn thất nghiệp cho thanh niên, chúng ta nói chung trên Âu Châu cũng như là trên thế giới hiện nay, một cái đề tài mà Kim Nhung thấy là rất là interesting, mà quan trọng cho các trẻ hiện nay để mà có thể tìm hiểu thêm. Kim Nhung sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại. Chương trình The Kim Nhung Show được đặc biệt bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam, tọa lạc gốc Busa và Magnolia, thành phố Westminster, California. ABC Supermarket, nổi tiếng hàng hóa luôn tươi mới về mỗi ngày, xứng đáng với danh hiệu ngôi chợ của mọi gia đình Việt Nam. Thường thì em hay đi chợ ABC, tại chợ ABC đây ra thịt, cá, rau, quả rất là tươi và giá cả rất là phải chăng. Phục vụ cũng rất là tốt. Riêng quầy food tour bên trong chợ phục vụ tại chỗ với các món ăn gia đình nóng ngon, nấu mới mỗi ngày. Đi mua cũng nhiều chỗ nhưng mà lại thích ở đây. Là vì ở đây ăn nó vừa, nó rẻ mà nó vừa cái việc ăn. ABC Supermarket tọa lạc gốc Busa và Magnolia, điện thoại 714-379-6161.